Xin chào tất cả mọi người ạ. Hôm nay em sẽ hướng dẫn mọi người chu trình tẩy cặn của máy pha cà phê WC-M60 nha mọi người nhé. Ở chu trình tẩy cặn thì nó sẽ chia làm hai bước. Bước đầu tiên sẽ là làm sạch, bước thứ hai sẽ là tẩy cặn. Ở bước đầu tiên thì mọi người sẽ chuẩn bị cho em 1 lít nước được hòa sẵn với dung dịch tẩy cặn và chúng ta sẽ đổ vào nước vào bình chứa. Sau khi đã đổ nước vào bình chứa xong rồi, chúng ta sẽ tiến hành đó là nhấn nút nguồn và cà phê đôi cùng một lúc. Đợi đến khi màn hình hiển thị dead kêu và chúng ta sẽ đến nút nguồn nhấp nháy thì chúng ta sẽ chuẩn bị cho em một cái bình chứa này. Chúng ta sẽ để vào đây. Và đồng thời chúng ta sẽ vặn cái núm hơi sang bên trái mọi người nhé. Quá trình tẩy cặn này sẽ diễn ra trong vòng khoảng từ 5 cho đến 10 phút mọi người nhé. Sau khi đã hoàn thành chu trình lần thứ nhất, đó là tẩy cặn. Chu trình thứ hai đó là làm sạch máy. Chúng ta sẽ lại chuẩn bị cho em 1 lít nước sạch. Và chúng ta sẽ có khoảng thời gian đó là tối đa là 5 phút để có thể làm sạch cái bình chứa này. Và chúng ta sẽ cho thêm 1 lít nước sạch vào đây nữa. Sau khi đã cho 1 lít nước sạch vào máy rồi thì em sẽ tiến hành đó là vặn cái núm này sang phía bên phải. Quá trình làm sạch này cũng sẽ diễn ra trong vòng từ 5 đến 10 phút nha mọi người. Sau khi quá trình làm sạch kết thúc thì mọi người sẽ để ý chữ dead scale nó sẽ biến mất, nó chỉ hiện lên nhấp nháy ở cái phần hot water. Và mọi người sẽ vặn cái núm hơi này về vạch xuất phát giúp em. Và sau đó chúng ta sẽ bấm vào nút nguồn một lần nữa. Vậy là chu trình tẩy cặn và làm sạch của máy pha cà phê WC-M60 đã kết thúc. Nếu mọi người có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào hãy để lại comment phía bên dưới nhé.